Nay chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức để các bạn có thể xuất kho cho thi công công trình. Cái phần tài sản cố định tôi sẽ làm sau nhé, sau phần xuất kho này nhé. Phần xuất kho này thì tôi muốn làm ở hai cái phần. Thứ nhất là xuất kho cho công trình và cái thứ hai là xuất kho công cụ dụng cụ khi mà chúng ta đã nhập về kho qua tài khoản 153 để trong kho, ví dụ như là quần áo bảo hộ lao động. Thì bây giờ tôi sẽ vào chức năng là xuất kho. Thì chúng ta đã biết là ở trong phần mua hàng này các bạn có thể thấy là ở trong phần mua hàng này nhá, là đã có những cái phiếu nhập này, có phiếu nhập của mua quần áo bảo hộ lao động này, nhập mua công trình này, nhập mua nguyên vật liệu cho công trình. Vậy bây giờ chúng ta làm sao có thể xuất kho được cho cái trường hợp này khi đã có sẵn là đối tượng tổ hợp chi phí là chúng ta nhập mua nguyên vật liệu về cho công trình này, và khoản mục chi phí là chúng ta, mặc dù ở đây là hạch toán vào tài khoản 152 nhưng mà chúng ta đặt sẵn đối tượng và khoản mục chi phí để là để làm gì, là để sau khi chúng ta sử dụng chức năng xuất xuất thẳng thì nó sẽ không, nó sẽ tự động nó có luôn và tránh trường hợp chúng ta bị sai lầm thì nhập công trình này sang công trình khác. Thế thì ở đây ấy, có một cái phần nữa là cái phần quần áo bảo hộ lao động. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là chúng ta nhập mua 100 bộ. 100 bộ. Đây, số lượng là 100 bộ. Chúng ta sẽ xuất ra 50 bộ để sử dụng. Các bạn nhé. Ở đây chúng ta vào, có thể đóng hết màn hình này. Rồi vào phần kho, hoặc là chúng ta vào phần đây, vào phần kho đây. Chúng ta vào tiếp phần xuất kho. Ở đây hoặc là xuất kho ở đây thì đều được. Chúng ta vào xuất kho. Ở đây chúng ta xuất kho, chọn thêm. Ở đây khi chúng ta xuất thì chúng ta chọn là ví dụ như xuất cho thủ kho, thường thì như thế. Ở đây chúng ta ghi này, xuất kho công trình bao nhiêu đấy, đúng không? Chúng ta chưa chưa sử dụng, chưa 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 biết là sẽ xuất cho công trình nào. Chúng ta chọn ngày tháng, ở đây là ví dụ như 0601. Ở đây chúng ta sẽ chọn chức năng để xuất theo phiếu nhập các bạn nhé. Ở đây tất nhiên là có nhiều mức, nhiều nhiều cách thức xuất khác nhau. Ví dụ như đối với các cái doanh nghiệp sản xuất thì chúng ta xuất theo định mức, hoặc là xuất theo nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất, hoặc là xuất theo hóa đơn. Tức là ở đây cái phần hóa đơn bán hàng đối với doanh nghiệp thương mại thì nó có một cái đặc thù là chúng ta viết hóa đơn nhưng mà chúng ta có thể xuất kho hoặc không xuất. Nhưng mà sau đấy chúng ta ở trong cái phiếu hóa đơn bán hàng ấy, thì đến lúc nào, đến cái lúc xuất hóa đơn thì tôi sẽ nói. Ở đây chúng ta chọn xuất theo phiếu nhập nhé. Chúng ta chọn từ tháng 1 đi. Đến ngày mùng 6 tháng 1, tức là đảm bảo chúng ta xuất ngày mùng 6 thì chúng ta chỉ tìm chứng từ trong cái khoảng thời gian trước cái khoảng thời gian ngày mùng 6, thì chúng ta không nên chọn tiếp những cái khoảng thời gian sau, tại vì không thể xuất trước nhập sau được, đúng không? Rồi, ở đây thì chúng ta nhìn thấy có hai cái phiếu nhập. Một là cái phiếu nhập số 01. Tất nhiên ở đây mà rất nhiều các phiếu nhập khác nhau thì chúng ta có thể đánh vào đây để lọc. Các bạn nhìn thấy không? Đánh 02 thì nó lọc 02 này. Đúng không? Ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn hai cái loại vật tư này. Tất nhiên chúng ta có thể trong một phiếu nhập như thế này ấy, thì chúng ta vẫn có thể chỉ chọn xuất một vài loại vật tư. Mặc dù trong phiếu nhập đấy có thể có 5 6 loại vật tư khác nhau nhưng mà chúng ta xuất một vài loại thì chúng ta vẫn chọn ở đây, chúng ta tích, ví dụ tích cái phiếu nhập số 01. Chúng ta sẽ xuất cái này. Sau chúng ta chọn đồng ý thì các bạn nhìn thấy này, nó sẽ đưa ra đây đúng như các cái thông tin mà các bạn làm trong cái phiếu nhập. Thế ở đây các bạn nhìn thấy này, cái cột mà cột chứng từ này ấy, là nó thể hiện cái phiếu xuất này là xuất từ phiếu nào. Đấy, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải sửa lại tài khoản ở đây. Ở đây 154. Thì các bạn nhìn thấy này. Sau khi chúng ta ghi xong thế này rồi thì các bạn nhìn thấy là khoản mục chi phí nó tự động đưa vào theo phiếu nhập này, công trình cũng đưa vào theo phiếu nhập, chúng ta chỉ cần lưu thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xuất thêm cái phiếu nhập. Mùng 7 tháng 1 đi. Xuất kho cho cái phiếu nhập số 2. Chúng ta vẫn chọn ở đây.
01 chúng ta chọn cả đi. Thì chúng ta nhìn thấy này, ngày mùng 7 có một phiếu nhập là công cụ dụng cụ chúng ta không xuất ở đây nhá. Ở đây này chúng ta sẽ chọn phiếu nhập số 2. Đấy, các bạn chỉ cần sửa tài khoản đây, các bạn lưu là được. Ở đây còn một cái nữa là cái phiếu này là chúng ta chưa chọn khoản mục chi phí. Ở đây chúng ta chọn khoản mục phụ gia bê tông, chúng ta đưa vào sản xuất chung. Ok nhá. Thường thì là như thế. Chúng ta thêm tiếp này, sẽ xuất tiếp không 701. Ở đây các bạn lưu ý nhá, những cái phiếu nào chúng ta xuất rồi thì nó sẽ không còn hiện lên nữa. Đây các bạn thấy phiếu số 1, số 2 xuất cả rồi đúng không? Ở đây còn một cái phiếu cát xây dựng nữa chúng ta xuất nốt. Đấy, ở đây thay tài khoản 154. Đấy, đã có cụ thể rồi. Lưu. À, chắc là nhầm kho. Rồi ok. Chúng ta sẽ kiểm tra lại tí. Xem cái phiếu số 03 là chúng ta nhập vào kho nào. Nhập vào kho công trình 03, số lượng 600. À, đây là mùng 10 tháng 1 các bạn nhé. Rồi, giờ đã hiểu. Ở đây các bạn nhìn thấy này, khi mà chúng ta ghi sổ thì nó sẽ báo ngay là vượt quá số lượng tồn kho. Mặc dù chúng ta ở đây vẫn xuất là 600, nhưng mà trường hợp là trong kho mà không còn ấy, hoặc là vượt quá thì nó vẫn báo. Hai nữa là các bạn xuất lại ngày trước ngày nhập. Ví dụ ở đấy là chúng ta nhập vào ngày mùng 10 nhưng mà chúng ta xuất ngày mùng 7 là không được. Ở đây chúng ta chọn mùng 10 đi. Lưu. Đấy, ok. Trường hợp tiếp theo này là chúng ta xuất công cụ dụng cụ nhá. Xuất để đưa vào phân bổ công cụ dụng cụ. Nghiệp vụ này, công cụ dụng cụ này. Xuất. Tôi nói rõ ở đây nhá, cái phần công cụ dụng cụ tôi đã nói rồi, tức là mua ghi tăng và ghi tăng. Mua ghi tăng là gì? Chúng ta mua về và đưa trực tiếp vào 242 mà không thông qua kho, không thông qua 153. Có những trường hợp chúng ta mua nhiều quá chúng ta đưa về nhập kho thì chúng ta vào mua hàng. Xong rồi ở đây chúng ta dùng phiếu ghi tăng để ghi gọi là xuất kho bên phần công cụ dụng cụ. Nó khác nhau ở cái xuất kho kia là như thế nào? Tôi chỉ luôn cho các bạn. Trong cái phần xuất kho công cụ dụng cụ thì nó có một cái đặc thù ở đây là số lần phân bổ. Phải là trong công cụ dụng cụ xuất kho mới có số lần phân bổ, chứ bình thường không thể sử dụng phiếu xuất bên kia để xuất đưa vào 242 mà muốn phân bổ công cụ dụng cụ là không được. Phải sử dụng ở phiếu này nhá. Ở đây tôi đã làm sẵn là cái phần công cụ dụng cụ trước tôi đã làm rồi, là một phần là đã làm quần áo bảo hộ lao động, ở đây là tôi đã xuất 50 bộ rồi. Đấy, tức là cái phiếu xuất này chúng tôi đã làm rồi. Thế ở đây là cái phần xuất kho công cụ dụng cụ, xuất kho nguyên vật liệu, thì ngay khi các bạn xuất kho nguyên vật liệu thì các bạn hạch toán trực tiếp vào 154 thì chúng ta vào bảng giá thành chúng ta có thể nhìn thấy được luôn cái nguyên vật liệu. Ở đây các bạn nhìn thấy đường dẫn cụ thể này, vào bên này là bảng phân tích giá thành công trình này, chúng ta chọn đây tháng 1 đi. Thì các bạn ấy nhìn thấy nhá, ở đây chúng ta chọn tất cả, tức là chọn tất cả công trình xem luôn. Thì các bạn ấy nhìn thấy là chi phí nó sẽ hiện lên ở đây, đấy, thấy chưa? Chỉ có một cái mà lúc nãy chúng ta chỉ vào khoản mục chi phí mà không vào cụ thể từng công trình và đưa vào chi phí chung, đấy là phụ gia công trình, thì chúng ta sẽ phân bổ. Dĩ nhiên đến phần tổng hợp giá thành công trình thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể cái cách để các bạn có thể phân bổ được các cái loại chi phí trong này. Thực ra chi phí nó là phân bổ nó dễ, đối với phần mềm của chúng tôi phân bổ rất là dễ. Như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần xuất kho cho công trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn cảm thấy cái video này rất là hữu ích cho các bạn thì các bạn theo dõi trang và like fanpage của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn.
Chào các bạn, hẹn các bạn lại tiếp theo các video ở phần sau. Xin chào.